Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị form thiên nhiên nha. Cây form thiên nhiên khá là ok luôn này. Cây này có mã số là 478 nha. Hoành gốc ở đây nè, mình đo được là 22, cây cao là 86. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 31 nha. Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 1,8 triệu bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Form rất là duyên luôn. Cái này về mình cứ làm cái form nó cứ ngang 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 ra là ok thôi. Cái này thì chưa có vô dây nha. Ở này về mình thích vô dây kiểu gì á mình vô là ok luôn nha. Vip luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây sam núi nha. Cây này thì mình cũng chưa biết nó là bông hay trái nữa. Nói chung là cũng lâu rồi, mình nuôi cũng lâu rồi mà chưa thấy nó ra bông ra trái gì đâu. Đó, cây thì cây quái nha. Đó. Rồi cây này thì cái hoành ở đây nha. Hoành ở đây mình đo được là 9 cm. Cây cao tới cái lưng này nha, tới cái lưng là 10 cm. Chiều rộng mà từ cái lưng này mà ra ngoài tới này là 23. Đây. Rồi đang nằm cái chậu chậu lọt lòng là 21 nha. Cây này mình làm cây cây quái. Mình cũng dự tính là mình làm rừng trên thân luôn. Đó đại khái mình để chừa sẵn đây. Đó mình cho nó dựng thành rừng trên thân luôn. Đó. Rồi cây này mình giao lưu là 800k bao ship nha, cả chậu luôn. Thì làm mềm luôn cả nha. Cái này là sam núi khai thác nha. 800k bao ship cả chậu luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bằng lăng lá trung nha. Cây sống khỏe, cái này có mã số là 480. Tổng hoành ở đây nha. Tổng hoành ở đây mình đo được là 66. Cây cao, cao đến đầu thân chính ở đây là 39. Rồi đang nằm cái bầu ươm hiện tại là 38. 38 nhân cho 30. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh là 350k bao ship nha. 350k bao ship. Bằng lăng lá trung nha. Cái này về mình ghép tường vi nó cũng rất là mạnh nha. Dòng này ghép tường vi vô là rất là mạnh luôn. Thì tường vi thì nó cũng có khá là nhiều loại. Thì mình ưng loại nào thì mình ghép vô thôi. Còn không mình cứ để riêng bình thường thôi. 350k bao ship nha. 480. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm kim tiền nha. Form thiên nhiên sống khỏe luôn. Cụm này liền cốt luôn nha. Rồi cụm này có mã số là 481. Tổng hoành là 86. Cây cao là 57 nha. Bầu đất hiện tại là 47. 47 nhân cho 30. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh là 500k bao ship nha. 500k bao ship. Form thiên nhiên luôn nha. Ở đây nó có cái rãnh lũ nè. 481. 500k bao ship cho cụm kim tiền này luôn. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha. Nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi bằng lăng tím lá nhỏ tam đa nha. Chung cốt luôn. Rồi mình đo được tổng hoành nha. Đo được tổng hoành ở đây đo được là 54. Rồi một cái hoành ở đây nha. Một cái hoành ở đây mình đo được là
14. Cây cao là 65. Bầu ươm là 33. 33 nhân cho 35, 33 nhân 35. Rồi cây này nhà vườn giao lương nhanh là 350k bao ship nha. 350k bao ship. Để mình xem tham khảo luôn. 350k bao ship nha. Mã số là 482. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha.